Dũng Cá xin kính chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cá. Thì hôm nay Dũng Cá sẽ chia sẻ với các anh chị các bạn một cái chủ đề, đó là cái phân biệt cái vi khuẩn quang hợp và cái chế phẩm sinh học GM. Đó. Thì nguyên nhân là do bữa hôm qua Dũng có liên lạc với một số anh trong cái theo dõi cái kênh của Dũng, thì các anh cũng có đặt vấn đề, đặt cái câu hỏi, đó là khi mà sử dụng cái vi khuẩn quang hợp á, thì mình cấy mình nhân sinh khối như vậy thì mình xài thì mình có nhất thiết phải xài men nào khác hay không, và cái vi khuẩn quang hợp với lại cái EM nó có giống nhau hay là nó khác nhau, rồi cái cách ủ á, thí dụ cách ủ của cái EM trước giờ, thí dụ chúng ta coi hoặc là chúng ta đã từng biết trước đây á, là cách ủ như như vậy, tức là ủ với mật đường, còn bây giờ thì cái hướng dẫn chứ của Dũng á, thì là ủ với cái trứng. Như vậy thì có thể là áp dụng chung một cái cách ủ hay không, thì đó là chính vì cái một số cái câu hỏi đó, thì hôm nay Dũng sẽ làm cái chủ đề này để giúp các bạn giải đáp cái những cái thắc mắc của các bạn. Thì cái thứ nhất đó là cái vi khuẩn quang hợp. Vi khuẩn quang hợp là cái từ viết tắt của nó là thường người ta hay gọi là cái BSB, thì đó là viết tắt của cái từ tiếng Anh là photosynthetic bacteria, đó là từ viết tắt của tiếng Anh, thì có nghĩa là đang nói với một cái chủng vi khuẩn mà có khả năng trong cái quá trình sống của nó thực hiện được cái khả năng quang hợp. Thì cái quang hợp này thì chúng ta tưởng tượng nó giống như là cái thực vật tảo hay là cái cây thủy sinh, nó thực hiện cái quá trình quang hợp, tức là nó sẽ thông qua cái nguồn, nó lấy cái nguồn dinh dưỡng, có cái nguồn dinh dưỡng và nó cộng với cái điều kiện ánh sáng thì nó sẽ vào cái oxy và cái khí CO2 để nó tạo ra cái oxy và nó thực hiện cái quá trình quang hợp như vậy, thì để nó lấy cái dinh dưỡng cung cấp, nó phát triển cho những cái tế bào của chúng. Đó là cái quá trình quang hợp ở trên thực vật. Tuy nhiên thì đối với cái vi khuẩn này nó cũng thực hiện cái quá trình quang hợp, tức là nó cũng cần ánh sáng để trong cái quá trình sinh sôi nảy nở phát triển của nó, do đó là chúng ta ủ chúng ta phải có cái điều kiện ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên thì cái cách quang hợp nó hơi khác, tức là nó sẽ lấy những cái nguồn dinh dưỡng ở trong nước và trong cái điều kiện là yếm khí, và nó sẽ đặc biệt là nó có thể lấy những cái gọi là những cái độc tố ở trong nước đó, nó để thực hiện cái quá trình quang hợp của nó thông qua cái điều kiện ánh sáng để nó sinh sôi nảy nở và phát triển. Thì đó là cái vi khuẩn quang hợp. Còn đối với EM thì hôm qua Dũng cũng có chia sẻ một vài cái thông tin về cái chế phẩm EM. Thì EM thì tên viết tắt trong tiếng Anh của nó là cái từ Effective Microorganism, thì có nghĩa là cái vi sinh vật hữu ích hay là vi sinh vật hữu hiệu, tức là nó muốn ám chỉ tới là những cái nhóm vi sinh vật mà có ích ở trong cái dung dịch đó để thực hiện một cái chức năng nào có lợi cho cái đối tượng vật nuôi, thì đó là cái EM. Như vậy thì trong cái EM nó có, thường là nó có rất là nhiều cái chủng vi khuẩn có lợi, có thể là nó có từ 80 cho đến 120 loại hay 20 chủng vi khuẩn có lợi. Thì nó có thể là cái vi khuẩn quang hợp nó nằm ở trong cái EM luôn. Tuy nhiên có thể là có những cái dòng EM thì có thể là không có vi khuẩn quang hợp. Thì đó là một vài cái phân tích để chúng ta hiểu và phân biệt giữa cái vi khuẩn quang hợp và cái EM. Như vậy là có thể cái vi khuẩn quang hợp nó cũng là cái thành phần ở trong EM, và có khi EM nó không bao gồm cả cái vi khuẩn quang hợp. Thì bây giờ cái chức năng của từng cái nhóm như thế nào để chúng ta dễ phân biệt. Thì cái thứ nhất đó là cái EM. Thì cái EM là như hồi nãy Dũng nói là những cái tập hợp những cái chủng vi khuẩn có lợi ở trong cái dung dịch đó, và khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình là chúng ta cấy, chúng ta nhân sinh khối cái EM rồi sau đó là chúng ta lấy, chúng ta đánh xuống nước hoặc là chúng ta sử dụng để cho vào cái thức ăn, thì khi đánh xuống môi trường nước thì các cái vi khuẩn có lợi đó nó vào trong môi trường nước, nó sẽ tiếp tục nó phát triển và nó sẽ cạnh tranh cái dinh dưỡng, cạnh tranh thức ăn đối với những cái vi khuẩn có hại, làm cho những cái vi khuẩn có hại cái mật độ nó sẽ thấp và nó sẽ không đủ cái điều kiện cũng như là không đủ cái mức độ là tấn công hay lấn át đó,
để nó phát triển. Chính vì vậy mà cái vi khuẩn có lợi này nó sẽ lấn át và nó sẽ chiếm cái ưu thế ở trong cái môi trường đó. Thì và cái thứ hai là khi vào trong môi trường nước, nó sẽ thực hiện là nó sẽ làm nhiệm vụ, nó sẽ phân hủy, tức là nó phân cắt các cái protein dư thừa ở trong nước, nó sẽ ra thành những cái phân tử nhỏ hơn. Và cái kết quả cuối cùng của cái việc mà phân hủy như thế thì nó sẽ tạo ra một số cái độc tố, cái khí độc ở trong nước, ví dụ như NAD3, NO2 hay là khí độc HAS. Đó, thì đó là những cái kết quả cuối cùng của cái quá trình xử lý của em. Còn đối với cái vi khuẩn quang hợp BP thì đây là nó gồm những cái chủng, ví dụ như cái chủng Rhodobacter, một số cái dòng của nó. Thì cái nhiệm vụ của nó là nó đây là cái loại vi khuẩn mà có một cái khả năng sức sống cực kỳ cao, tại vì nó có thể sống trong cái điều kiện là có ánh sáng hoặc không ánh sáng và có oxy hay không có oxy. Như vậy thì lúc trước Dũng chỉ các bạn nuôi cấy ở trong cái điều kiện là cái nước ngọt. Như vậy thì các bạn lo lắng là khi mà đưa ra cái môi trường dưới ao chúng ta là nước lợ thì không biết nó có sống hơn có sống không, thì các bạn cũng yên tâm, đây là cái nhóm vi khuẩn mà nó rộng muối nữa, tức là nó có thể sống trong cái điều kiện nước ngọt, nước lợ và kể cả nước mặn đó, và có sống trong cái điều kiện có oxy không oxy, có ánh sáng không ánh sáng. Như vậy là khi xuống dưới ao nuôi của chúng ta, nếu có cái nguồn dinh dưỡng mà giúp ích cho nó, cần thiết cho nó sẽ lấy những cái nguồn dinh dưỡng đó và nó sẽ tiếp tục sinh sôi phát triển và nó sẽ giải quyết cái phần bùn thải dưới đáy ao. Và cái nguồn dinh dưỡng của nó chính là những cái khí độc, là ví dụ như cái nitơ trong cái NAD3NO2 hoặc là cái lưu huỳnh trong cái khí độc HAS. Như vậy thì nó lấy những cái độc tố đó trong nước để nó thực hiện cái quá trình quang hợp của nó, để nó tiếp tục sinh sôi nảy nở và nó sẽ làm cho cái môi trường nước của chúng ta giảm cái khí độc, đặc biệt là cái khí độc HAS. Đó là cái quan trọng nhất. Như vậy, trả lại cho các bạn một cái câu hỏi là chúng ta chỉ sử dụng cái rodo không, chúng ta không xài OEM, hoặc là chủ yếu sẽ xài OEM không, chúng ta không xài cái vi khuẩn quang hợp. Thì đối với cái phân tích của Dũng thì để các bạn thấy rằng chúng ta phải xài kết hợp. Chúng ta xài định kỳ cái này kết hợp với định kỳ cái kia, như vậy thì cái khả năng của nó rất là, phải nói là rất là ok. Một cái làm nhiệm vụ là phân cắt tạo ra các khí độc, một cái sẽ hấp thu những lấy những cái độc tố đó để phân giải tiếp đó, để tạo ra những cái sản phẩm vô độc. Và một cái ý cuối cùng nữa là cái việc mà ủ hai cái chế phẩm này có giống nhau hay khác nhau, thì về cơ bản thì nó khi mà ủ một cái vi khuẩn thì chúng ta cần thứ nhất là cái vi khuẩn gốc, rồi cái thứ hai đó là cần cái nguồn dinh dưỡng, và thứ ba là cần cái điều kiện thích hợp cho nó. Ví dụ như ủ cái chế phẩm EM á, thì có thể là có nhiều dòng, nhưng mà trong đó thì đa số thì người ta sẽ ủ, thường là ủ cái dạng là yếm khí, tức là ủ kỵ khí không có oxy vào. Còn đối với vi khuẩn quang hợp á thì người ta cũng ủ trong cái điều kiện là kỵ khí, tức là đậy đậy kín nắp, nhưng mà phải đưa ra cái điều kiện ánh sáng. Còn đối với cái OEM thì không có đưa ra điều kiện ánh sáng, tại vì cái vi khuẩn BP thì nó đó là cái nhóm vi khuẩn quang hợp thì nó phải cần ánh sáng. Đó là hai cái cách ủ khác nhau. Và cái cơ chất đưa vào thì về cơ bản thì nói chung cái nguồn dinh dưỡng và nào mà nó thích hợp cho cái vi khuẩn phát triển thì chúng ta đưa vào cũng được. Thì có thể là chúng ta cùng đưa cùng một cái cơ chất là mật đường vào, thì hoặc là và cám gạo vào, cả hai thì nó cũng phát triển. Tuy nhiên đối với cái OEM thì người ta thường ủ theo cái cách là cám gạo, mật đường đó, và đậy kín. Còn đối với cái vi khuẩn quang hợp thì cần cái ủ theo một cái phương pháp khác, đó là sử dụng cái trứng và cái nước mắm để tạo ra một cái môi trường thối và có phát sinh một số cái khí độc, trong đó cái độc tố khí độc H2S á, thì cái vi khuẩn này rất là thích và nó khoái sử dụng những cái độc tố đó để nó phát triển. Thì đó là cái cách ủ nó cũng tương đối khác nhau, nhưng mà về bản chất để ủ cái nhân sinh khối của cái vi khuẩn thì nó là giống nhau. Thì trên đây thì Dũng đã chia sẻ một cái vài cái thông tin để chúng ta phân biệt được cái vi khuẩn thế nào là cái vi khuẩn quang hợp và cái chế phẩm sinh học của em gốc. Thì trong những cái video clip tiếp theo thì Dũng sẽ chia sẻ sâu hơn về cái cách ủ.
chế phẩm OM. Và các bạn ủng hộ Dũng là hãy nhớ nhấn nhấn nút đăng ký, nhấn chuông và nhấn like để những cái video tiếp theo thì các bạn sẽ được thông báo để theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.